Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu cho các anh chị các bạn một mẫu xe mà mới vừa về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng của anh Huy. Đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn, được sản xuất vào năm 2020 các bạn. Chủ xe mua xe vào tháng 6 năm 2020. Xe thì hiện tại mới đi được khoảng 20.000 cây số. Và chủ xe bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ tại hãng luôn nha các bạn. Cho nên là về chất xe của sản phẩm này thì khá là ok. Thì Huy sẽ sơ bộ cho các anh chị các bạn nắm về phần ngoại thất cũng như là nội thất của sản phẩm mới ha, mới vừa về tại Toyota Tân Cảng bên Huy, chưa có làm Maruguri gì hết. Cho nên là có một số chỗ nó hơi dơ một tí xíu, các anh chị các bạn thông cảm nha. Xe này vỏ Huy cho các bạn xem, nó còn rất là dài luôn. Mình mua những sản phẩm này về, mình đi mình tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Mới đi được có 20.000 cây số, khoảng 20.000 cây số, chạy mới được 1 năm, một năm nha các bạn. Màu sơn là màu đồng ánh kim nữa, các bạn thấy không? Nó ánh lên cái màu ánh ánh nó cũng khá là ok, rất là đẹp. Vỏ sau bên trái này Huy quay cho các bạn xem. Mới lấy về thôi, bên Huy cũng chưa có làm Maruguri cho cái sản phẩm này, chưa có làm đẹp lại. Màu đồng ánh kim, biển số thành phố nha. Các anh chị nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Những cái sản phẩm này bây giờ các anh chị mua về, những cái sản phẩm này về mình sử dụng là mình tiết kiệm được rất là nhiều nha các bạn. Hơn 100 triệu. Đó, vỏ xe cua chưa chạm đất luôn nha. Nó gầm nhún là còn nguyên bản hết. Xe thì vẫn còn được hưởng chế độ bảo hành của hãng. Cho nên là có bất kỳ những vấn đề gì thì các anh chị các bạn có thể đem đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được kiểm tra và bảo hành. Xe này thì chủ xe có bảo trì bảo dưỡng tại Toyota Tân Cảng Minh Huy khá là đều. Có tem HT màu đồng ánh kim. Huy sơ lược cho các bạn xem về sản phẩm thôi. Sản phẩm mới vừa lái về nhưng mà chất lượng thì như Huy quay á, xe này không có bị trầy xước đâu cả. Khá là ổn, ok á các bạn. Xe này mua tháng 7 ha, tháng 7 không phải tháng 6. Xe này thì mua ở Toyota Đông Sài Gòn. Mà bảo dưỡng thì chủ xe cũng bảo dưỡng tại Tân Cảng Minh Huy. Màu đồng bánh kim. Và hầu như là sản phẩm này Huy thấy mới vừa về, nhưng mà chất lượng thì ok đó các bạn, không có thấy bị trầy xước đâu cả. Huy nhìn kỹ rồi. Thì bên Huy chủ yếu sẽ tiến hành làm Maruguri cho sản phẩm này. Thì sản phẩm này hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 690 triệu á, một tí. Thì Huy sẽ quay sơ bộ cái phần nội thất cho các anh chị và các bạn xem. Thôi bây giờ mình đi xem nội thất bên trong đi các bạn. Rồi mình cùng xem chi tiết về sản phẩm. Nội thất bên trong. Đây là về cái phần phía sau, nó hơi dơ tí xíu thôi, bên Huy sẽ tiến hành vệ sinh làm đẹp lại. Mọi thứ thì còn rất là đẹp nha các bạn. Đây là vị trí để đồ nghề. Đó. Ghế ha, ghế này thì được chủ xe bọc da rồi các bạn, rất là đẹp, phối màu khá đẹp. Cái dãy ghế sau này thì nếu như mà mình không có người ngồi á, mình có thể treo lên để nó có một cái khoảng để đồ cũng rất là rộng. Còn trên trần thì đã được chủ xe bọc trần rất là đẹp, trần 3D nha các bạn, trần này cũng khá là đắt tiền. Mỗi hàng ghế đều có hai cửa gió điều hòa nha, cho nên là hệ thống điều hòa của Toyota Innova làm lạnh rất là nhanh và lạnh thì cực kỳ là sâu. Mấy cái đồ bóng da rồi chủ xe để lại. Mấy cái phần tapi các bạn thấy không? Rất là đẹp. Này bọc da này ha. Ghế da này da xịn nha, da đẹp lắm các bạn. Innova rộng rãi 8 chỗ, gia đình sử dụng tuyệt vời.
ghế rồi các bạn xem qua. Mới toan nè. Đó, khu vực cần số ha. Hộp số thì có chế độ Eco Power đầy đủ nha các bạn. Đó. Màn hình này thì màn hình Android nha. Đắt tiền lắm các bạn. Đầu tư của em có màn hình này là màn hình nhìn to, nhìn đã lắm. Cái màn hình này nó tích hợp rất là nhiều tính năng. Chế độ camera gear đó các bạn thấy không? Sáng trưng luôn. Rồi xe có cái những cái tính năng như ghi hình đó, đây có con mắt để ghi cái hình này các bạn. Nó ghi trực tiếp ở trên này luôn. Rồi nó có rất nhiều tính năng khác, dẫn đường đồ đầy đủ nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Ngoài AM FM thì đúng cái đầu này nó rất là nhiều những cái tính năng. Này các bạn thấy không? Đó, dẫn đường này. Đó. Rồi đây ứng dụng ở trong đây. Đó, CH Fly Drone rồi này các bạn này, đầu ghi hình HD này. Đó, Bluetooth này. Đầu ghi định ghi hình HD là nó sẽ ghi cái hành trình mình di chuyển. Và camera hành trình nha các bạn. Đây điều khiển trên vô lăng. Đó, YouTube đồ có này ha, việc map dẫn đường này. Có zin đồ luôn các bạn. Thì sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về sản phẩm. Đây, thấy cái bọc vô lăng không? Xịn sò. Thì sản phẩm này nói chung là bên Huy lái về và cũng sẽ tiến hành làm maruguri, làm đẹp về sản phẩm cho các anh chị. Động cơ thì còn nguyên bản, nó hơi dơ tí xíu thôi. Bên Huy sẽ tiến hành làm maru, làm vệ sinh lại. Bình ắc quy rồi còn nguyên bản, từng bồ lon con tán, từng giắc điện, mọi thứ còn rất là đẹp. Và chủ yếu bên Huy sẽ tiến hành làm maru, vệ sinh sạch sẽ cho các anh chị, cho sản phẩm. Và sản phẩm này hiện tại thì bên Huy đang chào bán với giá chỉ có 690 triệu thôi nha các bạn. Một chiếc xe sản xuất vào năm 2020, mới đi được 1 năm thôi. Thì các anh chị và các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 100 triệu khi mà sở hữu sản phẩm này. Sản phẩm vẫn được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay, lãi suất cực kỳ ưu đãi chỉ 5.99% thôi nha các bạn. Và sản phẩm thì vẫn còn được bớt lọc cho các anh chị, cho nên là cứ liên hệ Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho. Nếu như các anh chị và các bạn thích về sản phẩm thì vui lòng đến Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy gặp Huy để xem xe và Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho các anh chị. Rồi vậy thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo ạ.